Kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang đến với chương trình Tấm lòng nhân ái. Thưa quý vị khán giả, an cư lạc nghiệp là niềm mơ ước của tất cả mọi người. Nhưng đối với không ít người nghèo, thực hiện được điều này là không hề đơn giản. Nhằm chung tay góp sức mang lại mái ấm cho những hoàn cảnh còn khó khăn. Trong năm qua, cùng với những phong trào nhân đạo từ thiện khác, Hội Bảo trợ người nghèo tỉnh Tây Ninh đã có nhiều việc làm thiết thực trong vận động, xây dựng mái ấm tình thương cho những gia đình khó khăn về nhà ở. Gia đình ông Lê Văn Thạch, ngụ tại xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, có hoàn cảnh rất khó khăn. Ông Thạch năm nay 72 tuổi, có 11 người con, trong đó có 5 người con bị khiếm thị. Thêm vào đó, một người con dâu cũng bị khiếm thị. Trước đây, cả gia đình ông Lê Văn Thạch ở trong căn nhà chật hẹp đã cũ. Bản thân vợ chồng ông Thạch đã già yếu, các con thì người bị khiếm thị, nên nguồn thu nhập của gia đình ông Thạch chỉ đủ trang trải chi phí hàng ngày. Trước hoàn cảnh và nguyện vọng của gia đình, Hội Bảo trợ người nghèo tỉnh Tây Ninh đã tổ chức vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ gia đình xây dựng một căn nhà trị giá 80 triệu đồng, mang tên mái ấm tình thương cho gia đình ông Lê Văn Thạch. Cái khó khăn nhất là thiếu thốn. Rồi ăn uống nó cực khổ, con cái nó phải đi lăn lóc, nó làm ăn để nó kiếm cuộc sống, bị cha mẹ nghèo, chú lo để nuôi cho nó mạnh giỏi thôi chứ không lo cho nó được đầy đủ chu đáo, thành ra cực khổ dữ lắm. Mà nhưng mà từ cái chỗ cực khổ đó, rồi chú cũng cố gắng chú vượt lên, chú có cái nghề chụp hình đó, rồi được cái sự quan tâm của phòng cảnh sát một giúp đỡ cho chú. Để có cái việc làm ổn định để nuôi con, chứ trước đó chú cũng khổ dữ lắm. Cảm ơn cái sự đóng góp của nhà tài trợ, rồi cũng như Hội Bảo trợ người nghèo cố gắng giúp đỡ cho gia đình chú. Một trường hợp khác được Hội Bảo trợ người nghèo tỉnh Tây Ninh xây tặng nhà, đó là ông Vũ Công Diên, ngụ tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành. Ông Diên là cựu chiến binh, trước kia gia nhập Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 9. Năm 1981, ông Vũ Công Diên chuyển ngành trở về Tây Ninh sinh sống và làm việc. Do gia đình ông không có đất để cất nhà, nên nhiều năm liền ông Diên chưa nhận được nhà tình nghĩa theo chế độ thương binh 4/4. Do đó, ông Diên phải ở tại khu tập thể của kho bạc nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh. Mới đây, thông qua Hội Bảo trợ người nghèo tỉnh Tây Ninh vận động, gia đình ông Vũ Công Diên được xây tặng một căn nhà tình nghĩa diện tích 48m² trị giá 200 triệu đồng. Trong đó, từ các nguồn vận động doanh nghiệp, quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố Tây Ninh và gia đình góp thêm vào. Vận động tất cả các cái nơi, tức là mạnh thường quân, tức là được 150 triệu, còn gia đình là cũng các cháu nó gom góp rồi đi mượn thêm là được 50 triệu thì xây được cái nhà. Tức là hiện nay thì thuộc tại là thuộc huyện Châu Thành. Thế cho nên là cũng như qua cái đó tôi rất cảm ơn tất cả các cơ quan ban ngành tỉnh cũng như là phường xã và nhất là anh Khải ở ban đó là hội là người nghèo á, anh cũng giúp đỡ anh vận động được là các cái mạnh thường quân đó thì cũng được thêm một ít số lớn tiền để mới xây được cái nhà này. Hội Bảo trợ người nghèo tỉnh Tây Ninh được thành lập từ năm 2004. Hàng năm, hội tích cực vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cũng như các cá nhân tổ chức nước ngoài hỗ trợ chi phí, hiện vật cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Hội Bảo trợ người nghèo tỉnh Tây Ninh là tổ chức xã hội nhân đạo hoạt động trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, tự lo liệu phương tiện thiết bị và tự trang trải kinh phí hoạt động. Hội có chức năng tuyên truyền vận động các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước cùng tham gia đóng góp ủng hộ hoạt động từ thiện nhân đạo của hội với nhiều hình thức khác nhau để hội thực hiện mục đích cao cả là bảo trợ người nghèo, những mảnh đời bất hạnh trong tỉnh. Trong các chương trình mục tiêu của hội thì xây nhà tình thương được Hội Bảo trợ người nghèo tỉnh Tây Ninh quan tâm thực hiện. Thực tế hiện nay, có nhiều gia đình tuy không nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhưng họ đang sống trong những căn nhà tạm bợ chấp giá, nắng nóng, mưa dột, chật chội và thiếu an toàn. Khu vực thường được những gia đình này chọn để cất nhà ở tạm là ven kênh rạch hoặc nằm cặp bên đường, tại những cánh đồng lúa. Chính quyền địa phương cũng không quá khó khăn trong việc lập biên bản xử phạt mà vẫn để đó cho họ tạm ở. Khi nào nhà nước có chủ trương di dời giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, thì những xóm dân cư tạm này, những căn nhà chấp giá đó sẽ được di dời. Họ sinh sống mà tâm trạng không yên tâm vì có thể bị dời nhà bất cứ lúc nào. Trước tình hình trên, Hội Bảo trợ người nghèo tỉnh Tây Ninh đứng ra làm cầu nối, đi khắp nơi để vận động tiền xây nhà cho những gia đình khó khăn về nhà ở.
Thời gian qua, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất được ưu tiên xây nhà trước, sau đó sẽ đến những hộ còn lại, cũng đang rất cần một căn nhà kiên cố, che nắng, che mưa. Thì khi tôi đi xin nhà tài trợ thì xin tôi nói hoàn cảnh nó ra thì không ai kịp được nước mắt. Thì tôi đã làm được cái nhà rất là đàng hoàng. Tôi rất là hạnh phúc. Thấy gia đình mừng, tôi hạnh phúc, nhà tài trợ cũng mừng. Mà thường xin là người ta cho 40 triệu hoặc 50 triệu. Thì chú nói với chính quyền, với gia đình là tôi chỉ hà hơi thôi. Chứ tôi không bao giờ là bao trọn gói. Mà bao trọn gói thì không có khả năng, bị hậu chỉ đi vận động. Thì mời chính quyền lên trụ sở hội, mời gia đình lên trụ sở hội, lập biên bản, ký với điều kiện là chính quyền phải bảo kê và gia đình phải nói phải bỏ thêm làm cái nhà để cho nó khang trang. Tôi làm nhà luôn luôn là nền lót gạch men, làm phòng bằng tôn lạnh, cửa ngủ là phòng cửa nhôm. Nói chung là nhà tài trợ ấm lòng, người nhận cũng vui vẻ. Và tôi bản thân người đi vận động tôi cũng cảm thấy hài lòng. Bình quân mỗi năm, Hội Bảo trợ Người Nghèo tỉnh Tây Ninh vận động các doanh nghiệp, ban ngành đoàn thể xây 3 căn nhà tình thương cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Có năm xây được 15 căn nhà từ sự đóng góp của các mạnh thường quân. Những căn nhà tình thương do Hội Bảo trợ Người Nghèo tỉnh Tây Ninh vận động xây tặng có chung đặc điểm là trông khá đẹp và chi phí xây dựng thường cao hơn so với những căn nhà tình thương. Có được căn nhà ấm cúng là ước mơ lâu nay của nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đối với họ là điều quá xa xỉ. Nay được Hội Bảo trợ Người Nghèo tỉnh Tây Ninh đứng ra vận động doanh nghiệp, chính quyền hỗ trợ cất nhà, người được thụ hưởng rất biết ơn. Đó là động lực để những người có hoàn cảnh khó khăn an cư, lạc nghiệp, yên tâm sinh sống. Tính đến nay, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chỉ còn 2,54%, trong đó hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,99%. Theo Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh, hiện nay toàn tỉnh còn khoảng 7.600 hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm 2,54% tổng số hộ trong tỉnh. Qua 3 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã giảm được trên 5.100 hộ nghèo và 6.900 hộ cận nghèo. Đến năm 2020, Tây Ninh sẽ phấn đấu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt từ 50 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm còn 1,3%. Để thực hiện được mục tiêu trên, bên cạnh các giải pháp như giúp vốn làm ăn, chăm lo sức khỏe, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, thì việc quan tâm đến nhà cửa cho người nghèo là vấn đề cấp thiết. Một khi họ đã an cư, ổn định, sẽ có nhiều thuận lợi quyết tâm trong làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình Tấm lòng nhân ái. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ Năm tuần đầu tiên của tháng và phát lại vào lúc 9 giờ 35 phút của ngày hôm sau, thứ Sáu, tuần đầu tiên của tháng. Mọi thông tin liên lạc quý vị khán giả vui lòng liên hệ chương trình Tấm lòng nhân ái, phòng chương trình khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, địa chỉ số 322 đường 30 tháng 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại 02763 814 197. Đến đây, thời lượng chương trình Tấm lòng nhân ái cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình kỳ tới. Thân mến chào tạm biệt.